Lâu. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải một lần nữa đó mày. Và sau một thời gian ra bán ạc nói chung là không được giá cho lắm thì Khải quyết định đỡ chơi ạc này luôn em ơi. Rồi có thể là Khải sẽ đổi phái hoặc là như thế nào đó là chơi tính tiếp em ơi. Thì cũng chung là đồ đạm khá là nhiều nhưng mà bán rau chưa được ưng ý. Ok, bây giờ Khải đầu tư cho mình thêm 600.000 đỡ anh Evan ca vạn em ơi. Evan ca vạn đỡ úp 120 nha mọi người. Rồi anh em cùng trường theo chân Khải xem thử anh sẽ được gì nha. Cái này là chủ yếu Khải anh lấy top cá nhân cũng như là top bằng hội đỡ nộp cho bang như này. Còn lại thì sẽ ra lần bài boss thì Khải sẽ gom lần bài boss thì Khải sẽ đánh cho anh em xem nha. Tại Khải đang có 9 con, anh hết cái này thứ bao nhiêu rồi anh em cùng xem tiếp tục nha. Rồi Khải đi lên Hồ Sơn cảnh kỹ trường anh em xem. Cái này Evan ca vạn là nhanh thôi mà, chủ yếu lấy cá nhân bằng hội lấy kinh nghiệm thôi. Rồi lần này đẹp tí nè. Cái khúc góc Hồ Sơn này Khải đứng anh Evan khá là nhiều lần nè. Rồi khui cá nhân anh Evan này thì đặt móc được 3 tỷ nè, móc được 3 tỷ và sau khi đặt móc thì nó sẽ cộng thêm 3 tỷ nữa sẽ được 6 tỷ nè. Không biết thì đúng không là vì Khải đọc trên web là như vậy. Một lần bài boss này quen tiếng khoảng tầm chụp cái lần bài boss đánh là đẹp nè mà. 500 nè. 3 triệu. 3 triệu. Ôi là bài boss ít quá nè mày. 2 con. Kiếm chục con ai. Thiếu vài trong cao rồi. Ồ, vẫn có 2 lần bài boss em ơi. Không bao nhiêu hết. 1 tỷ 4 anh hết này không biết được nói 3 tỷ không ạ. Anh đã móc 3 tỷ thì mới được kinh nghiệm 3 con boss được rồi. Cái này phải ép thêm 100 cá 200 cá nữa là thôi. 2 tiền mới rồi. 4 con. Ôi nhiều. Được 2 tỷ rưỡi nữa mà. Phải ép đem thêm lên vái đã. 2 tỷ rưỡi à. 2 tỷ rưỡi rồi mà. Vái thì chứ. Mới 2 tỷ rưỡi còn 500 triệu nữa nè mà. Thôi ok, ốp luôn cho nó cộng vô mấy tỷ nữa nha nè. À, ok là 500 cái nè. Đừng là ạc 5 đồng nè. 2 tỷ rưỡi. Ồ, 100 cái không đủ rồi. Chỉ nhất phải 200 cái nữa mà. Không đưa ép 200 cái. 200 cái là tốn khoảng thêm ít ca dạng nè. Gần ca dạng nè mà. 1 ca dạng nè, tốn hết 6 ca dạng. 6 ca dạng là Evan này. Này là Evan ca vạn mọi người. Nên là nó không có đồ nha nè. Chỉ lấy được kinh nghiệm thôi nè mà. Không có đồ nha. Hết 6 cái dạng với lại 100 cái điểm Tống Kim. Hơn 100 cái điểm Tống Kim một chút. Rồi 200 cái này. Ủa, tiếp tục này 4 lần bài boss. Ít lần bài boss này bạn. 5 này, đó gom nhiều 2-30 cái làm cái bát là mai boss tiếp tục cho anh em xem. Đã Khải gom trong bàn thêm ít nữa nè. Ồ, ok đó. Hoài 3, 4, 5, 6. Đó, mình cần làm bài boss nữa mà cứ cho làm bài boss đi. Làm bài boss vào. 2, 4, 6, 8, 7 rồi. 10 con ai, 10 làm bài boss ai. Ồ, kêu quá. Ồ. Được tặng thêm 3 tỷ nữa nè. Rồi full này, full 3 tỷ. Hiện tại các anh xem cái này được 5 tỷ kinh nghiệm nè, được 5 tính ra 5 tỷ kinh nghiệm, 5 tỷ kinh nghiệm. Được cục 500 được, con này full rồi, con này được 200 xu nè. Được 400 cá nhân được cho 500 xu nữa, 500 xu nữa là được 700 xu. Được cái này được cho 300 xu được kim. Chung là cũng được. Đó ok. được thêm 7 lần loại boss này. 7 lần loại boss rồi, 7 lần loại boss và được thu được khoảng kim rồi mà. Hết 6 cái dạng thì tầm này hết 6 cái dạng khoảng 10 kim và thu được 1 kim thì Khải lỗ, tính ra lỗ khoảng mấy kim ở đây mà lỗ khoảng 9 kim. Nói chung lỗ 9 kim là mất khoảng tầm 500, khoảng 600.000, khoảng 600.000, mất khoảng 600.000. Trong loại đó 6.000 lên được 5 tỷ rồi mà. Rồi, quá đẹp rồi. Ồ, full thành rồi. Rồi, ok. Hiện tại bây giờ Khải sẽ thiếu này, không thiếu rồi nữa mà. Khải chỉ thiếu Evan Tống Kim nữa thôi mà. Khải sẽ ăn Evan Tống Kim up 3 tỷ nữa, sẽ lên 120 nè. Evan Tống Kim nha nè. Ok, hẹn anh em vào những video tiếp theo nha. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha anh em ơi. Bye bye.